Alo, xin chào mọi người nha. Hả? Đây, cái bằng tải 2 mét. Đó, bằng tải 2 mét này để tải hàng. Hàng khoảng hàng nặng nặng khoảng từ 50 kg đến 100 kg là tải vô tư luôn. Mình có cái chân tăng đưa nữa mà mình đang làm. Đang làm mình chưa bỏ vô. Đó. Khách đặt là bề rộng là 60, bề cao là 40. Đó. Cao 400, rộng mà rộng 600. Bằng tải xanh dày 5 ly nha mọi người nha. Tải xanh dày 5 ly. Dày lắm. Tải xanh dày 5 ly 4 lớp bố. Quá đẹp luôn. Chạy bằng inverter, mình đang để cái biến tần dưới mình thử. Chạy rất êm. Tải xanh dài 2 mét, giao dịch khu nghiệp Việt Nam Singapore. Giao dịch khu nghiệp Việt Nam Singapore nha mọi người nha. Rồi, ai đang chưa đăng ký kênh đăng ký giúp mình nha mọi người nha, ủng hộ mình để làm những cái máy khác nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người nhiều.